Rồi, xin chào mọi người. Hôm nay thì em sẽ làm một cái video hướng dẫn mọi người cách phân biệt hai cái màu nó khá là giống nhau. Đó chính là màu mơ đậm và màu nâu nhạt nhé mọi người nhá. Hiện tại đây em đang có hai đàn cún cút đồ Santini. Đây thì đàn này của em là được ba bé này, màu nâu nhạt nhé mọi người nhá. Đấy, nâu nhạt nó sẽ khác với nâu đỏ. Nâu đỏ thì màu siêu nghịch, muốn giữ được một tí mà khó ghê ấy. Đây, ba em này một đàn này. Lại tè rồi, lại chuẩn bị đi lau rồi. Đấy, màu nâu đỏ ấy thì màu nó sẽ đỏ hơn, nó nâu đậm hơn và đỏ hơn nhá. Còn các bạn này, ba bé này là màu nâu nhạt đấy. Không biết là lên video thì nhìn màu nó có được chuẩn không. Có một em ở giữa là màu đậm nhất, nhưng mà nó cũng chưa phải là nâu đỏ. Còn hai em bên cạnh màu nó khá là nhạt. Đó, còn đàn này của em là có hai bé là màu mơ nhạt. Ôi, nó tè đây rồi, không chịu lau vậy. À, màu mơ đậm, quên em thôi nhỉ. Đây, có hai em cũng là Santini. Chân siêu ngắn luôn, lông rất là dày. Đó, xinh nhỉ. Màu mơ này rất là đẹp luôn. Nó là màu mơ đậm, nhưng mà nó không phải là cái màu mơ mà cả người cùng một màu như những bé cho em quay. Mà đàn này của em nó có yếm trắng nhá. Có yếm trắng ở ngực này, ở chân này, với cả đốm đốm trắng. Đấy, bạn này bố chân trắng luôn. Đấy, xinh không? Bố chân trắng, bố chân trắng tinh. Ừ. Xinh ơi xinh. Đấy, bố chân trắng. Em này bố chân trắng này, xinh dã man. Đấy, thì hai cái màu này nó là hai cái tông màu mà theo em thấy, theo mắt em nhận thấy thì nó khá là giống nhau. Nếu mà mọi người mà đi mua, nhiều khi là mọi người sẽ dễ dàng bị nhầm lẫn. Đây, em thử cầm hai bé nhá. Đây là bé nâu nhạt này, với cả bé mơ đậm này. Đây, để cho mọi người xem này. Đó, màu nó rất là giống nhau luôn. Đấy, bạn này mà đậm lên một tí nữa mà thì sẽ khá là giống bạn này. Nhưng mà cái tông màu mơ nó vẫn khác với cái màu nâu nhé mọi người nhá. Màu mơ thì kiểu gì nó cũng sẽ sáng màu hơn màu nâu rất là nhiều. Đó, có thể có những cái bé mà cái phần tai của bạn ấy sẽ đậm hơn này. Đấy, nó sẽ đậm như là cái phần tai của bé này. Nhưng mà nó vẫn là mơ bởi vì nó thiên về màu vàng hơn. Còn màu nâu nó sẽ thiên về cái màu nâu hơn mọi người nhá. Vàng mơ thì nó sẽ thiên về màu vàng hơn, dù đậm hay nhạt. Đó, nhiều khi là ngày trước thì em cũng từng gặp một chị trường hợp chị khách hàng của em, chị bảo là chị thích màu vàng mơ đậm. Thế nhưng mà đi mua ở chỗ khác, không phải mua chỗ em nhé. Chị mua bé đầu tiên ở chỗ khác thì sau khi mà thay lông xong ấy, cạo lông thay lông xong ấy thì người ta tư vấn cho chị ấy lấy bé đấy và cạo lông thay lông xong thì sau đó dần dần nó lại cứ bị kiểu nâu nâu, nó không hẳn là cái màu vàng mơ chị ấy thích ấy. Nên là chị ấy cũng có hỏi em để nhờ em tư vấn, nên em bảo là như thế này thì nó không phải là màu vàng mơ mà nó là cái màu nâu nhạt chứ không phải vàng mơ mọi người nhé. Nên là nhiều khi là nhiều lúc ấy thì chị ấy đã nuôi bé cú đấy được một thời gian rồi, hơn một tuổi rồi và cũng không nỡ bỏ, nhưng mà lại cái kiểu là không phải cái màu mình thích ấy, nên là nó khá là khó chịu, nên chị lại tìm mua thêm một bé nữa đúng chuẩn màu vàng mơ ở bên em. Đấy, thế nên là em bảo là thế thì để em làm một cái video quay như này để cho mọi người có thể nhận biết được các màu này và phân biệt được các màu để làm sao mà mình có thể chọn được cái bé đúng mà đúng với cái màu mà mình yêu thích nhất ấy. Đấy, màu vàng mơ thì mọi người sẽ để ý là nó có rất là nhiều tông màu, nhưng mà bao giờ cái thiên hướng của cái bộ lông ấy nó sẽ thiên về cái màu vàng sáng nhiều hơn. Còn cái màu nâu thì bao giờ màu nó cũng sẽ thiên về nâu và nó tối hơn. Đấy, như em vừa rồi cho mọi người xem, cái nâu nhạt với cả mơ đậm nó sẽ khác nhau hoàn toàn. Trừ khi mà chỉ có một bé thôi, mọi người nhìn không quen ấy thì mọi người có thể bị nhầm lẫn. Nhưng mà nếu mà đã có hai bé cạnh nhau thì nhìn nó sẽ khác nhau hoàn toàn luôn. Đó, hoặc là để tránh cái trường hợp như thế thì mọi người cần phải nói chung là tìm hiểu kỹ một chút, và đặc biệt là nên tìm mua ở những cái nơi uy tín ấy. Như nhà em ấy thì em là trại nuôi sinh sản mà, nên là em có xuất rất là nhiều đàn khác nhau. Bé nào màu như nào là em sẽ báo như thế luôn, chứ chả tội gì em lại bảo bé nâu nhạt để nói thành vàng mơ đâu. Nó thứ nhất là bán như thế về khách hàng không đúng ý thích của khách hàng ấy, thì nhiều khi là các anh chị cũng sẽ không thể yêu quý bé cún được như đúng cái sở thích của mình. Thứ hai thì như thế rất là tội các bé cún ấy. Thứ hai là làm như thế nó sẽ mất uy tín của bọn em. Để làm gây dựng được một cái uy tín như thế thì em phải làm rất là lâu năm rồi. Nên là em cũng không muốn bán hàng kiểu như thế, bán kiểu treo đầu dê, bán thịt chó như thế như mọi người nhé. Nên là mọi người mua các bé cún bên em thì có thể yên tâm là có bé nào màu như thế nào, đặc điểm như nào là em sẽ báo luôn như thế. Nhiều khi là chụp ảnh lên xong rồi nhiều khách hàng, tại vì cún nó đẹp quá, nó xinh quá, có những khách hàng còn cứ hỏi em là em thấy ảnh trên mạng à, có phải ảnh trên mạng không, anh thấy các shop khác cũng gửi ảnh kiểu kiểu như thế. Và bên em toàn là tự quay tự chụp hết mọi người, tự quay tự chụp bằng điện thoại luôn, chứ không phải là qua chỉnh sửa hay là qua máy ảnh gì đâu. Nhưng mà các bé cún xinh ấy thì lên máy như thế nào thì cũng vẫn xinh.
đấy, mọi người ngoài ảnh ra thì em cũng vẫn còn gửi video mà, nên là bé đến như thế nào thì em sẽ bán đúng bé như thế, chứ không bao giờ có chuyện là em lấy ảnh một bé em bán một bé, hoặc là lấy ảnh linh tinh về bán đâu. Nhà mình có nhiều chó mà, tội gì mình phải lấy ảnh của người khác đúng không? Đấy, thì mọi người mà yêu thích các bé cún ấy, hoặc là có nhu cầu muốn tìm mua các bé cún như nào thì cứ liên hệ các số online bên em nhé. Em sẽ tư vấn cho mọi người làm sao mà để cho mọi người chọn được đúng bé cún, đúng với sở thích, đúng với mong muốn của mình nhất. Đó, rồi, chào mọi người.